Chào anh em, theo thông tin rất là tin cậy của thằng em mình bên Avenue, họ đã thông báo rằng các bậc của bộ skin hợp tác nè, Liquid 3 X One Punch Man và Chrissy với Tatsumaki, bộ trang phục 3S cơ mấy ông ơi. Skin hiệu ứng màu xanh, đẹp cực kỳ luôn ấy. Ngoài ra ta có Genos, rất tiếc Tatsuman lại là bộ trang phục fan bậc A với Rat. Nhưng mà fan bậc A cũng nghĩ rằng free toàn server đi mấy ông ơi. Anh em hãy chuẩn bị quân huy đi nhé. Siêu dẫn anh em ơi, TNG Shop cho VN đang có rất nhiều ưu đãi đặc biệt cho tháng 10 này, vô cùng hot. Đầu tiên là nhận quà tháng 10 hoàn toàn miễn phí, có cơ hội nhận đến 2.000 quân huy. Tiếp theo là khuyến mại nạp thẻ 100% những khung giờ đặc biệt, nạp 100k nhận 200k. Chú ý là chỉ những khung giờ đặc biệt anh em nhé. Ngoài ra chỉ với 20k, anh em có cơ hội sở hữu cho mình combo full skin tinh hệ siêu ngon. Không chỉ vậy, trên shop còn có rất nhiều ưu đãi khác dành tặng cho anh em siêu hot không kém. Anh em mau truy cập ngay TNG Shop.vn để nhận ưu đãi về mình ngay nào. Vậy thì luyện tập Chrissy dần thôi mấy ông ơi. Vào trận xem kẻ địch có gì, sau đó là các bạn phải sắp lại cái lối trang bị sao cho phù hợp từng kẻ địch các bạn phải đối đầu. Như trong trận đầu đi, thấy kẻ địch pick Aether, sợ phải không? Sợ cái gì anh em, pick ngay các vị tướng dạng kiểu Chrissy hoặc Lidiana là có thể giải quyết bọn nó liền. Anh em dù nghỉ game bao lâu, không phải lo nhá. Cứ xem kênh của Eddie sẽ đảm bảo cập nhật và update meta sớm nhất cho anh em. Các bạn đừng có lo lắng gì cả. Chrissy là vị tướng được đánh giá rất là cao, đặc biệt là trong giải đấu. Trời ơi, cái pha này tốc biến lên tính tưởng là ông Flo này nó múa, nó phóng hoa, nó chuẩn đúng không? Ai dè ông lên hụt hoa luôn. Thế có nhỏ cơ ngơ chứ. Tin tưởng sai đồng đội rồi mấy ông ạ. Quá buồn. Góc trang bị của anh em là trang bị và bảo ngọc gợi ý nhá. Đương nhiên là tùy từng trận mà các bạn có thể sắp trang bị sao cho hợp lý nhất, giống như mình vừa rồi nè. Vào trận là các bạn bấm vào phần trang bị túi đồ đúng không nào? Sau đó các bạn sắp lại cái lối trang bị mà các bạn mong muốn các bạn lên luôn. Như thế nó mới tiện được. Thất tung sốc đan thôi bạn ơi. Uầy. Thanh niên Thorn và Floor mải farm hai con lính anh em ơi. Thế là mất luôn cái mạng ngon rồi. Nhưng mà đây cũng là cái mạng không hề tồi chút nào. Tự dưng ông ao nhảy ra. Nói thật thì em xem S từ bài điểm danh tướng. Ủa rồi, thế này phải 5 năm rồi anh em ạ. Đây, một bạn fan siêu cứng 5 năm của TNG nè. Ủa ôi, cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Ủng hộ, thế này là quá kinh điển rồi. Không biết bạn nào còn xem TNG từ thời điểm nào để comment dưới video cho TNG biết được không. Chơi bị tướng Chrissy không hề khó, giết chơi giết thưởng nhé. Anh chàng em ơi, em nghỉ game Liên Quân khá lâu rồi, muốn quay trở lại chơi nhưng em thấy nó có nhiều thay đổi về bản đồ tướng và trang bị quá. Nói chung ấy thì làm từ mùa 1 về làm gì, quan trọng ở mùa này như nào đúng không? Bây giờ các bạn quay lại hay là bỏ 2 năm không quan trọng, các bạn chỉ cần đơn giản thôi vào kênh xem lại các video là hiểu ngay à. Uầy, của thiên trả địa bạn ơi, tiếc thế nhở, tiếc thực sự luôn ấy. Tại sao cái thằng đang đốt lại không cướp được bùa xanh của thằng Flo ta? Ước gì cái pha rồi thằng nào cũng cướp được cho nó mình chén lại, thế là mình có bùa xanh rồi anh em. Một cái ý tưởng rất là độc đáo đúng không nào? Chắc là nhiều ông cũng thèm kiểu này. Bởi vì thằng Flo ấy, nó bùa xanh đúng là cũng có lợi 20% một chiêu, nhưng mình cũng cần mà đúng không? Tiếc quá không ai giúp mình kìa. Em là cho em hỏi là muốn chơi cái vị tướng vừa solo khỏe nè, vừa trâu, vừa rất tranh mạnh, vừa dễ để lén. Ui, thì nên chơi tướng gì? Yêu cầu hơi bị cao đấy nhá. Nhưng mà bạn ấy nói là tầm trung trung là được. Vậy thì các vị tướng kiểu như là Đứa Bố, Emery, Omen sẽ là các lựa chọn không tệ cho anh em. Anh em cứ thử xem là các vị tướng đó có hợp với bạn không nhé. Không tệ đâu nào mấy vị tướng kia, cũng nắm khá đủ yếu tố. Ấy, anh em còn biết rằng Aether ở trong trận đấu này nó gặp khắc chế rất nhiều. Vì sao ư? Thứ nhất nhá, đó chính là cái cú chiêu 2 của mình rất là khó chịu. Hay là chiêu 2 của Vilu hoàn toàn thể hóa giải thằng Aether một cách dễ dàng. Nên các bạn đi đánh ấy, đừng có sợ Aether làm gì. Sốc đan đủ nhé bạn ơi. Yeah. Thế cơ mà anh em. Chào Ed nhé. Ed ơi, mùa này Zone còn sử dụng phù hiệu luyện kim được không? Được thì đương nhiên được rồi. Ngay cả bản thân Ed này vẫn đang sử dụng luyện kim này. Quan trọng là gia tăng cái lượng vàng kinh khủng và khủng khiếp nhé. Đương nhiên các bạn có thể lựa chọn thêm các phù hiệu khác. Ví dụ mình chơi Chrissy đi, mình chơi hẳn cái thần quang để dự phòng cho anh em cơ mà, đúng không? Ví dụ gặp các kẻ địch có nhiều vị tướng châu bò quá, các bạn có thể lên cả mặt nạ Bedit. Ôi rồi, rất cả mình ạ. Wow, hú hồn chim én anh em ơi. Thằng ngộ máy mà nó đập không chí mạng quả nào, không thì chết dở đấy. Rất là sợ mấy thanh niên kiểu mình đang đánh mấy vị tướng món giấy ấy, lại còn hết cầu băng xương thì rất là sợ mấy con sát thủ kiểu này. SN đã có 60.000 vàng nên một tướng hãy để dành tiền nâng cấp ngọc cấp 3. Nếu bạn chưa ngọc cấp 3 đầy đủ và mấy bảng ngọc người ta gọi là bảng ngọc của quốc dân ấy, thì các bạn nên sắm ngọc đi. Có ngọc các bạn sẽ rất là nhiều lợi thế. Còn tướng ư, tướng nào chả được hả anh em. Ấy, hàng ngon, trời ơi, siêu siêu ao nhá mấy ông nhá, siêu ao luôn. Mày là bưởi. Ui, pha này nó né được kinh nghiệm, mày chết. À, không sao,
bạn lại chạy hộ tôi cái. Mặc dù là mình bị hạ gục và hơi đen là cái quả chiếu hài của mình nó không được chuẩn pinh cho lắm, nhưng mà mấy anh lính của chúng ta đã lập công rồi đấy. Đương nhiên lính lập công là mình phải ăn chưa anh em, thấy không? Nó ăn triple kill rồi mình lại dứt điểm, người ta gọi là có vàng đấy. Không sợ nhá, có lời. Bây giờ đi à, ui dồi ôi, thanh niên Aoi này ngáo thực sự ạ. À, không thấy ở đây à, hẳn một cái tập đoàn khống chế à? Anh em có biết rằng cái thằng Rossi ấy nó bảo kê không phải dạng vừa đâu. HNTV bới, con nào hợp đi đường rồng mà tin địch toàn nhiều khống chế. Vậy ta sẽ ưu tiên ra hai loại chất tướng. Một là chất tướng có khả năng không bị khống chế. Hai là chất tướng có khả năng rỉa và bắn xa, giữ vị trí tốt để các vị tướng khống chế đó không thể và khó có thể khống chế bạn được. Ví dụ Elsu, đúng không? Ví dụ Lavi với chiêu 2. Ui, căng thế nhở? May quá bạn ơi, hay quá. May mà mình dùng chiêu 2 hợp lý, hất tung cái thằng Ngộ Không lên trong khi thời gian chờ cái con Ghidu nó lên khống chế. Không là hú hồn chim én thực sự luôn đấy. Bao nhiêu lần rồi mấy ông ạ? Bao nhiêu lần rồi? Úi giời. Anh em có biết rằng sự nguy hiểm nhất của Xi không chỉ đến từ cái lượng sát thương khiếp mà là ở chiêu 2. Chiêu 2 phải rất là quan trọng để có thể tự kê cho bản thân này, hoặc là mở tranh, hoặc đơn giản là cover cho xạ thủ đội nhà nhá. Ad cho em xin vài gợi ý về trợ thủ đáng chơi bữa này. Thực sự thì nếu bạn theo dõi video của Ad ấy, thì sẽ biết được Ad trả lời câu hỏi dạng này rất là nhiều rồi. Nhưng thôi, trả lời luôn. Tachi, Emery, Wonder Richter, Showman, hoặc kiểu kia là đấu sĩ đi trợ thủ tí tí nhưng vẫn khỏe như là kiểu Omen. Không phải tự nhiên mà vị tướng trợ thủ đấu sĩ bây giờ đang được rất là nhiều anh em hưởng ứng nhá. Đàm to lắm mấy ông ơi. Anh em hãy cố gắng chơi DC ấy ở cái đoạn giật đi giật về, tức là double kill cái lượng liên tục sát thương kia là nguy hiểm nhất với DC để khiến kẻ địch rất là khó chạy thoát. Ad cho hỏi là tướng nào có lợi thế mà khó bị lật kèo? Hất tung, sốc đam và khống chế kẻ địch luôn. Đây là một cái kèo và combo mình rất thích của DC, là phải hất tung chúng rồi các bạn tối đỉa chiêu 1 hiệu quả nhất nhá. Anh em cứ biết rằng chả có tướng nào là có lợi thế mà khó bị lật kèo cả, quan trọng là người chơi thôi. Ad đã đánh ra nhiều trận rồi, đầu game giữa game cực kỳ xanh. Sau đó trong một phút nông nổi kiểu là chơi lì, chơi nhây, chơi lầy và chơi ngáo, thế là bị lật kèo luôn rồi. Nên cái vấn đề bạn hỏi ấy, chả có tướng nào như vậy đâu, quan trọng là người chơi họ nghiêm túc hay không. Có lợi thế là phải ép, có lợi thế là phải end game luôn, chứ đừng có nhây, mà nhây là xác định thua đến 90% nhé anh em. Chỉ cần bọn nó thắng vài giao tranh thôi là toang toác rồi đấy. Khống chế nè, quá nhiều khống chế luôn trong một trận đấu này. Rossi khống chế có thể bắt vào xạ thủ kỳ địch, hoặc là con Aoi lao vào có thể bị Rossi xích nè, rồi khống chế Ghidu, khống chế Flo, khống chế Trixie và kể là khống chế từ Thon. Ad ơi, Elsu Joker phù với team như nào? Team cấu rỉa và team băng xả khỏe đánh ra tranh ở đầu game khỏe nhá. Ad chỉ em vài con trợ thủ bảo kê đi. Bây giờ em toàn thấy bọn kiểu băng xả đấu sĩ chán rồi. Zip nè, Thên, hoặc đơn giản hơn như là Rossi đều là các vị tướng có thể bảo kê được. Quá tuyệt vời đúng không nào? Tức là bảo kê ấy, ta phải xem kẻ địch là có gì. Ví dụ kẻ địch có Pain, kẻ địch có Aeron, thì các bạn hoàn toàn có thể cầm cả điêu thuyền đi trợ thủ để có thể out bọn nó, bởi vì bọn nó có chiêu thức lao vào kiểu lao một bổ đấy anh em. Thì các vị tướng dạng kiểu điêu thuyền ấy rất là dễ out kẻ địch, đặc biệt là khi các bạn có kỹ năng định hướng tốt. Đấy, làm gì đây? Còn những vị tướng kiểu như là cái con Nakrod ấy, anh em cứ xúc đan thật là nhiệt tình vào cho nó sợ đi và tung chiêu hay như là Chrissy này. Chrissy Divid đồng dạng có thể cover cho xạ thủ đội nhà nhá. Trời ơi, khổ thân Thon đấy nhở, toàn đi vụt thôi. Liên quân mà hợp tác với One Piece thì không biết sẽ ra sao đây. Đã rất là tuyệt vời nhé. Em đang rất là chờ mong hợp tác với One Piece này, rồi hợp tác với Attack of Titan đấy. Nói chung là toàn các bộ anime rất là hay và tuyệt vời nào. Chúng ta đang rất là chờ đón và đợi xem đây. Nói chung là One Piece thì bây giờ em lười đọc chuyện rồi. Chuyện thì ra khá là nhiều, nào là các chap này chap nọ, nhưng mà thích xem kiểu hoạt hình hơn nên cũng đang rất là chờ đợi. Dư hẳn được 200 tập rồi nhá, chắc đợi khi nào được 1000 tập xem một thể cho nó xứng. Chơi DC các bạn nhớ vận dụng chiêu 1 để có thể trích tầm nhìn liên tục nhé. Rất là quan trọng cho anh em để có thể đảm bảo tầm nhìn. Giống kiểu con rat đó anh em phải tung chiêu 2 liên tục đúng không? Thì DC chúng ta sẽ tận dụng chiêu 1. Rất tiếc là em có ngó qua cái bộ trang phục của cái con rat ấy, thì phải nói là thốt lên câu là nó xấu cực kỳ luôn ấy. Ấy! Bốc biến chiêu 2 luôn mấy ông ơi, chuẩn trí nhá. Endgame thôi nào. Wow, thanh niên ai... Ơi, khổ thân Thon thế nhỉ? Khổ thân Thon quá, thôi kệ đi. Mặc dù là tiếc đấy, thương đấy, nhưng mà cũng kệ nha, Thon nha, không cần Thon luôn nhá.
Chúng tôi không cần Thon, chúng tôi vẫn để trụ nè. Chúng tôi cần con ma thần thì thôi. Khổ thân Thon thực sự, cứ bị thằng Ngộ Không nó vụt cho vụt lên vụt xuống. Thương lắm cơ. Úi trời, giật mình quá. Thôi thì cứ dùng nốt cầu băng xương đi anh em ạ. Bởi vì chúng ta có cầu băng xương thừa mà đúng không nào? Endgame thôi nào. Và đó chính là Chrissy, anh em chuẩn bị bộ skin bậc 3S nhé. Chuẩn bị không gì đi và chia sẻ cho bạn bè của mình. Đặt ngay câu hỏi chat nhé. Anh em ơi, em bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi. Mỗi ngày 3 clip, 2 clip trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của Ad nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.